quý vị, báo cáo đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chủ đề năm 2024, quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và nghị quyết số 98 năm 2023, Quốc hội khóa 15 của Quốc hội. Các sở ngành và trung tâm chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực trong xây dựng hạ tầng số, chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế số. Mạng thông tin. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh nhận định, một trong những điểm nhấn của thành phố về chuyển đổi số là kiên trì đầu tư hạ tầng số qua nhiều năm, nhờ đó thúc đẩy chuyển đổi số nhanh và hiệu quả. Chúng ta đã có những cái nền tảng rất quan trọng, ví dụ như là trung tâm dữ liệu có ứng có điện toán trên nền toán điện toán đám mây với 1.000 cái máy chủ thì rất là hiện đại, và chúng ta có kho cơ sở dữ liệu dùng chung với hơn 40 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Chúng ta cũng đã hoàn tất rà soát các cái nhu cầu nâng cấp máy tính của toàn thành phố. Hiện nay là các cơ quan rồi các đơn vị đang trang bị cái máy tính này. Từ nay đến cuối năm, dự kiến thành phố sẽ đưa vào sử dụng các nền tảng số dùng chung như ứng dụng công dân số, cổng thông tin điện tử của thành phố, nền tảng khu phố ấp, hệ thống thông tin quản lý đất đai và xây dựng. Thì đặc biệt là đối với cái app công dân số, thì đây là một cái kênh mà chúng tôi kỳ vọng là sẽ là kết nối giữa người dân và chính quyền được chặt chẽ hơn. Đây là một trong những cái kênh quan trọng để chúng ta có thể người dân có thể gửi những ý kiến, đóng góp, rồi vấn đề chúng ta có thể lấy ý kiến trực tiếp với người dân, và cũng cái app công dân số này sẽ hỗ trợ cho cái nền tảng quản lý khu phố ấp, thì dự kiến là tầm trung tuần tháng 11 thì sẽ đưa vào vận hành sử dụng. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân đánh giá cao kết quả chuyển đổi số mà thành phố đã đạt được, đề nghị thành phố chú trọng thêm về yếu tố con người trong quá trình thực hiện. Về đầu tư bây giờ ra kỹ lại toàn địa bàn của thành phố, các phường xã thị trấn, các quận huyện, đơn vị nào mà không đảm bảo về hạ tầng công nghệ kinh, về cơ sở vật chất thì chúng ta phải tính toán ngay, đầu tư ngay, và đặc biệt là yếu tố con người. So sánh với năm trước đây hay là năm trước 2023 thì có thể nói công tác chuyển đổi số của chúng ta lúc nãy các ông chí cũng đánh giá đó, là tôi cũng thống nhất là có cái bước tiến rất là lớn. Phải nói năm nay chúng ta triển khai nhiều cái nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố, cái này cũng là khởi đầu thôi, chắc chắn là chuyển đổi số này sẽ còn gắn cho chúng ta về sau và nhiều năm sau nữa. Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở ngành cùng trung tâm chuyển đổi số thành phố tiếp tục phối hợp nhịp nhàng trong công tác chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số, thúc đẩy phát triển kinh tế số của thành phố.